Thưa quý vị, ngày hôm nay miền Bắc chính thức ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới tăng cường. Toàn bộ khu vực có mưa vừa đến mưa to, đáng chú ý là khu vực vùng núi cao nhiệt độ còn xuống dưới 8 độ C. So với ngày hôm qua, nhiệt độ ngày hôm nay đã giảm từ 4 đến 5 độ. Trời mưa kéo dài khiến cảm giác buốt lạnh bao trùm khắp nơi. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ. Ở vùng núi Bắc Bộ từ 8 đến 11 độ, tại những vùng núi cao, nhiệt độ nhiều thời điểm xuống dưới 8 độ. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng không thuận lợi. Mưa xuất hiện từ sáng sớm khiến tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Phải đến giữa trưa, việc đi lại của người dân mới trở lại bình thường. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ. Kiểu thời tiết rét đậm, rét hại sẽ duy trì ở Bắc Bộ trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 1, sang đến thứ Năm, đến Chủ nhật. Thời tiết ấm hơn, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 22 độ, thấp nhất là 16 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến Tết Kỷ Hợi, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trung bình mỗi tuần sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về, duy trì thời tiết rét. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh này không quá mạnh, ít khả năng gây ra rét đậm, rét hại ở diện rộng.